Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng ngày 14 tháng 4 năm 2024 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 60 giây sáng chủ nhật có những nội dung chính sau đây. Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào ngày 17 tháng 4. Cháy tượng giấy rộng hàng trăm mét vuông trong đêm. Đồng hồ thông minh ngày một phổ biến, thế nhưng đồng hồ cơ vẫn không hề mất đi sức hút. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chặng 11, chặng đua vòng tròn thứ tư. Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 4, tức mùng 9 tháng 3 âm lịch tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì. Để chuẩn bị cho đêm pháo hoa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm nay, đơn vị thực hiện đã xây dựng kịch bản gồm 800 pháo hoa nổ tầm cao, 180 dàn pháo hoa tầm thấp và dàn hỏa thuật kèm theo bắn trong thời gian 15 phút. Không chỉ số lượng nhiều hơn mà mẫu mã pháo hoa cũng được thay đổi. Tôi cũng đưa một số cái mẫu mã pháo hoa mới nhất của chúng tôi mới nghiên cứu ra để bắn trong cái lễ hội Đền Hùng năm nay. Dự kiến ngày 16 tháng 4, đơn vị sẽ di chuyển pháo hoa tới công viên Văn Lang lắp đặt trận địa pháo để khai hỏa vào ngày 17 tháng 4. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức và 15 điểm bắn tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa dự kiến sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30 tháng 4, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Đây là lần đầu tiên pháo hoa được đề xuất bắn trên sông Sài Gòn với quy mô lên đến 10 điểm trên địa bàn quận 1, quận Bình Thạnh, quận 4 và thành phố Thủ Đức. 6 điểm bắn tầm thấp còn lại ở công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, trung tâm hành chính quận 7, các điểm ở khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, khu di tích lịch sử ngã ba Rồng, Hóc Môn, khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và đội dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Bình Chánh và huyện Cần Giờ. Vào trưa ngày 12 tháng 4, khoảng 100 mét khối đá trần hầm đường sắt Đèo Cả thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sạt xuống, bịt kín cửa hầm kéo dài khoảng 5 mét. Vụ sạt lở khiến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Phú Yên, Khánh Hòa không thể lưu thông. Sau một ngày xảy ra sự cố sạt lở, lực lượng chức năng đã nỗ lực thông hầm sớm nhất. Tuy nhiên, đến nay hệ thống gia cố trần hầm sập, đất đá tiếp tục đổ xuống hầm và chưa thể xác định được thời gian thông tàu qua hầm. Trong quá trình xử lý sự cố sạt lở tại vị trí hầm đường sắt Đèo Cả, khoảng 40 mét khối đất đá tiếp tục đổ xuống hầm, toàn bộ hệ thống gia cố trần hầm bị sập gây khó khăn cho công tác xử lý. Lần thứ hai này thì khoảng hơn 50 mét khối đất đá rồi. Và bây giờ vẫn đang còn tiếp tục sạt lở và cái thời gian mà để dự kiến là thông đường là chưa thể nói trước được. Trong quá trình khắc phục sạt lở, ngành đường sắt cũng đảm bảo hành trình liên tục cho các hành khách bằng việc chuyển tàu. Phục vụ ăn miễn phí cho hành khách buổi sáng và buổi trưa. Còn giảm tải thiệt hại thì cũng tùy thuộc vào ngoài hiện trường. Này là ngoài ý muốn nhưng mà nói chung là hành khách thì ai cũng mệt hết. Sự cố thì thôi, hành khách cũng phải chấp nhận thôi. Điểm sạt lở cách xa cửa hầm đường bộ Đèo Cả khoảng chừng hơn 20 km, do vậy các phương tiện vẫn lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả bình thường. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài từ tháng 12 năm 2023, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã biên giới Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng địa phương, quân đội đã cấp nước miễn phí giúp người dân tạm thời giải quyết khó khăn, ổn định đời sống trong mùa hạn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Bù Gia Mập, đến ngày 12 tháng 4 trên địa bàn xã đã có gần 600 hộ thiếu nước sinh hoạt. Trước tình cảnh khó khăn đó, từ cuối tháng 3, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778, Đồn Biên phòng và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức cấp nước miễn phí, đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Trời nắng khô hạn nên dân không có nước xài, rồi nhờ xã, rồi mấy anh bộ đội hỗ trợ nước sử dụng. Trong thôn này tôi rất cảm ơn mấy anh và mấy cái chú bộ đội. Hiện nay thì trên các cái sông suối ao hồ thì đã cạn, chúng tôi cũng phải tìm các cái nguồn nước, cũng phải nhờ các cái giếng nước mà hiện nay đang còn, rồi phải lấy ở các cái suối ở rất là xa
để cấp nước cho bà con nhân dân. Toàn tỉnh Bình Phước hiện nay có hơn 1.900 hồ thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài nhiều tháng liên tục, trong đó Bù Gia Mập và Bù Đăng ảnh hưởng nhiều nhất. Sáng 13 tháng 4, người dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đang trên đường đi câu cá gần danh thắng Mũi Điện thì phát hiện đàn cá heo hơn 100 con tung tăng bơi. Người dân vùng biển cho biết việc cá heo xuất hiện là điểm lành, bởi nơi đó môi trường nước tốt. Đây cũng phải là lần đầu tiên vùng biển Phú Yên xuất hiện cá heo. Hồi tháng 5 năm 2023, một đàn cá heo cũng xuất hiện tại danh thắng Mũi Điện, thu hút sự chú ý của nhiều du khách khi đi tham quan biển. Những năm gần đây, tại vùng biển Vũng Trô xuất hiện nhiều đàn cá heo đến kiếm ăn. Gần đây nhất, ngày 14 tháng 5 năm 2023, một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn khách đi tham quan danh thắng Mũi Điện cũng phát hiện đàn cá heo khoảng từ 15 đến 20 con bơi tung tăng. Ở phần tiếp theo đây sẽ là vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải với xe khách 36 chỗ ở Kon Tum. Công an Tây Ninh điều tra tội phạm 5 lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, lửa bất ngờ bùng lên bên trong một xưởng giấy nằm ở cuối đường Vĩnh Phú 27 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do nhà xưởng chứa giấy, gỗ pallet nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, chỉ trong ít phút đã lan rộng ra hàng trăm mét vuông. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương huy động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Xung quanh nhà xưởng bị bịt kín bởi mái tôn nên quá trình dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn một tiếng, vụ hỏa hoạn mới được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã cháy rụi, nhà xưởng đổ sập. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, tại km 157 quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Tờ Rè, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe khách 36 chỗ. Vụ va chạm khiến 23 người trên xe khách thương vong, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Thời điểm trên, xe tải do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, điều khiển đang lưu thông theo hướng từ huyện Con Rẫy đi thành phố Kon Tum thì bất ngờ va chạm với xe khách do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú tỉnh Bình Định, điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến xe khách đang xuống hố phía ven đường, 23 hành khách và người của nhà xe bị thương nặng, trong đó một người chưa xác định danh tính tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phân luồng giao thông. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã huy động mọi nguồn lực khẩn trương phân loại, xử lý ban đầu và cấp cứu cho các nạn nhân. Chiều qua, một tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hậu quả vụ việc làm hai em nhỏ phải nhập viện cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng. Theo người dân tại hiện trường, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 4, một bé gái khoảng 16 tuổi chạy xe máy chở theo một bé trai khoảng 6 tuổi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng đi từ ngã tư Lý Thường Kiệt ra ngã ba Trần Hưng Đạo ấp Bắc. Trong lúc đi qua đoạn thuộc phường 4 thành phố Mỹ Tho thì xe này bất ngờ va chạm với xe đạp do một nam sinh khoảng 15 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Cú tông làm cả ba người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Bé trai và nam học sinh bị thương, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu sau đó. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được xác minh xử lý theo thẩm quyền. Công an Tây Ninh vừa quyết định tạm giữ hình sự Lê Bình An, sinh năm 1989, ngụ huyện Dương Minh Châu, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã thực hiện 5 vụ đột nhập nhà dân tại địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua. Tại cơ quan công an, Lê Bình An khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và để trả nợ do chưa cờ bạc, An đã thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Tây Ninh và 1 vụ trên địa bàn huyện Gò Dầu. Cách thức phạm tội của y là leo vào ban công các nhà cao tầng, đột nhập vào trong nhà lấy trộm các tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại di động, laptop. Các tài sản trộm được có giá trị khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 2 đồng hồ đeo tay, 1 xe gắn máy và một số đồ vật có liên quan trong vụ án. Công an thành phố Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giam đối tượng Hoàng Minh Thuận, sinh năm 2003, thường trú Bình Phước, để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra, Hoàng Minh Thuận quen biết Nguyễn Tấn Sang sinh năm 2007, thường trú Bình Dương cùng 11 thanh thiếu niên khác. Do không có việc làm, ham chơi, nhóm này rủ nhau sẽ đi tìm những người chạy xe trên đường vắng vào ban đêm để chặn đánh. Rạng sáng ngày 10 tháng 3, nhóm của Thuận lái xe chặn 5 người đi xe máy rồi dùng nón bảo hiểm đánh gây thương tích cho các bị hại. Các nạn nhân đã bỏ lại xe, điện thoại để chạy thoát thân. Đối tượng Thuận đã lấy một chiếc điện thoại của một nạn nhân bỏ vào túi rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường. Qua truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bến Cát đã tạm giam đối tượng Hoàng Minh Thuận, các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh để củng cố xử lý theo quy định. Thế giới trong đêm có gì đáng quan tâm? Chú chó giống lông vàng nghỉ hưu sau khi làm cha của 323 chú chó con. Công viên hoa tulip ở Hà Lan với 700 giống hoa khác nhau trên các cánh đồng. Ngày 13 tháng 4, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã hợp tác với các nước phá một băng đảng chuyên lừa đảo tại 35 quốc gia. Số tiền nhóm này lừa đảo lên đến 645 triệu euro. Băng đảng này đã thiết lập một hệ thống tiếp thị và tham dự các hội chợ cần sa quốc tế để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào cây cần sa để làm thuốc. Nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận từ 70 đến 168%. Chiến dịch trên do cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện phối hợp với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, lực lượng Đức, Pháp, Cộng hòa Dominicana, Mỹ và Vương quốc Anh. 9 nghi phạm đã bị bắt giữ trong nghi án được thực hiện ở Tây Ban Nha, Anh, Đức, Latvia, Ba Lan, Italia và Cộng hòa Dominicana. Đồng hồ thông minh đã trở nên phổ biến và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người. Tuy nhiên, không vì thế mà đồng hồ cơ mất đi sức hút của nó. Bằng chứng là tại hội chợ đồng hồ quốc tế Geneva, Thụy Sĩ năm nay, những chiếc đồng hồ cơ vẫn rất được ưu ái. Nhiều hãng đồng hồ trên thế giới vẫn liên tục cho ra mắt những sản phẩm đồng hồ cơ, nhiều mẫu mã gây sốt trong cộng đồng yêu thích những cỗ máy thời gian. Chúng thu hút cả những khách hàng trẻ tuổi sống trong thời đại của đồng hồ thông minh. Chúng tôi chưa từng chứng kiến sự quan tâm của những người trẻ đến đồng hồ cơ khí nhiều đến như vậy. Tại triển lãm năm nay, có nhiều gian của các trường nghề, các start-up, các dự án đồng hồ. Điều đó cho thấy tương lai của ngành không hẳn là bị đe dọa. Tôi nhớ vào những năm 70, người ta từng lo sợ cho tương lai đồng hồ cơ khi xuất hiện đồng hồ điện tử. Nhưng thực tế, hai dòng đồng hồ đó vẫn tồn tại song song. Với thiết kế đòi hỏi tay nghề cao cùng tên tuổi thương hiệu lâu đời, những mẫu đồng hồ cơ có giá không hề rẻ. Hãng Piaget mang đến triển lãm chiếc đồng hồ dày chỉ 2mm nhưng có chức năng tourbillon, tức quay liên tục bánh xe gió. Người muốn sở hữu nó sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Chú chó giống lông vàng sau đây đã được nghỉ hưu sau khi làm cha của 323 chú chó con tại Vương quốc Anh. Đây là Trigger hay còn gọi là bố già. Con chó này là chó giống hàng đầu của tổ chức từ thiện chó dẫn đường tại Vương quốc Anh. Trigger là cha của 39 lứa chó con với tổng cộng 323 con. Trong đó có 294 con được huấn luyện làm chó dẫn đường. Số còn lại đảm nhận các vai trò hỗ trợ khác cho con người. Tôi rất hạnh phúc khi đang nuôi một con chó trong lứa cuối cùng của Trigger. Những gì Trigger làm rất phi thường. Tôi chúc cậu ấy sẽ thật hạnh phúc. Năm 2021, Trigger đã tạo ra lứa chó nhiều kỷ lục tại tổ chức này với tổng cộng 16 con. Lứa gần đây nhất và cũng là cuối cùng từ giống của Trigger ra đời cách đây 9 tuần. Trigger đã 9 tuổi và sẽ bắt đầu nghỉ hưu. Đàn con của nó đã giúp thay đổi và đem lại ý nghĩa cuộc sống cho hàng ngàn người. Nhiều hoạt động đang diễn ra trên khắp Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chodanam Thermay. Đây là dịp lễ quan trọng nhất ở đất nước Campuchia, đánh dấu năm mới của người Khmer. Tại thủ đô Phnom Penh, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại công viên Wat Phnom trong ngày đầu tiên của Tết Chodanam Thermay. Mọi người cùng nhau hòa mình vào âm nhạc và tham gia các hoạt động té nước. Lính chữa cháy thì phun nước vào đám đông xung quanh. Những ngày qua Campuchia rất nóng nhưng hôm nay rất đông vui, nước tung tóe khắp mọi nơi, mọi người đều cảm thấy mát mẻ. Tôi muốn có nhiều xe chữa cháy hơn nữa để phun nước và thu hút nhiều người tới đây hơn nữa. 2024 là năm con rồng, vì thế các nghệ nhân đã dựng lên một con rồng màu vàng bằng tre ở cổng vào của công viên để chào đón du khách. Tết cổ truyền Chodanam Thermay ở Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Lễ hội té nước cũng diễn ra tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Lào và Myanmar. Nông dân Hà Lan vừa mở công viên mang đến trải nghiệm hoa tulip ở phía tây nước này. Công viên ước tính có khoảng 1 triệu bông hoa rực rỡ màu sắc với 700 giống hoa khác nhau trên các cánh đồng.
Điểm tham quan chụp ảnh nổi bật nhất tại công viên chính là những cánh đồng hoa đầy màu sắc, cũng như các cối xay gió, cờ Hà Lan và xích đu. Theo giám đốc Sylvia Pennings của chương trình trải nghiệm Tulip Amsterdam, khu vườn được thành lập từ cách đây 5 năm, vừa trưng bày được nét đẹp của Hà Lan, vừa giữ nguyên được hiện trạng các đồng hoa của nông dân. Người trồng hoa đã thiệt hại hàng ngàn euro mỗi năm vì khi khách du lịch muốn chụp ảnh trên cánh đồng, họ sẽ phải bước vào và phá hủy chúng. Du khách đến thăm vườn cho biết họ hoan nghênh ý tưởng có một khu vực riêng để trải nghiệm vẻ đẹp của hoa. Bên cạnh vườn hoa tulip ngoài trời, công viên giải trí còn có một bảo tàng nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và quy trình thu hoạch hoa tulip. Cuối cùng ở phần thông tin thể thao và cập nhật sẽ là Real Madrid tạm dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Iran phóng 100 drone về phía Israel trả đũa vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Syria. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, truyền hình nhà nước Iran xác nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Đây là hành động trả đũa vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Syria hôm ngày 1 tháng 4 mà Tehran cho rằng Tel Aviv đã thực hiện. Một quan chức quân đội Israel cho biết hơn 100 drone đã được Iran phóng về phía Israel. Trong tuyên bố hôm 13 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Iran. Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống, cả phòng thủ lẫn tấn công. Cơ quan hàng không Israel thông báo đóng cửa không phận bắt đầu từ rạng sáng 14 tháng 4 theo giờ địa phương. Phía Iran cũng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào bất cứ quốc gia nào mở không phận của mình để Israel tấn công Iran. Giới chức Mỹ xác nhận các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn drone của Iran về phía Israel. Anh và Pháp lên án vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào Israel. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và an lành bên người thân và gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.